không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chạy đi, chạy đi mọi người. Lũ quái vật phóng xạ lại đánh nhau với lũ robot của con người rồi. Con ơi, con ơi, con đâu rồi? Mau theo mẹ, nhanh chóng di chuyển qua một biển khác. Nếu không, chúng ta sẽ chết vì cuộc chiến vô nghĩa này mất. Không, không, không kịp rồi mọi người ơi. Chúng ta sẽ chôn vùi thân xác tại đây. Có chuyện gì mà bên ngoài ồn ào quá vậy? Khó chịu quá, nhức đầu quá. Mình muốn thoát ra ngoài. Ủa, đây là đâu? Còn cha mẹ của mình là ai chứ? Này, mọi người ơi, trong đây ai là cha mẹ của tôi vậy? Mau nhận tôi đi. Chứ nếu không tôi sẽ mồ côi, đi nhặt ve chai bán vé số thì khổ lắm. Đau quá. Hả? Sao lại còn có sinh vật có thể sống được chứ? Là một ông chú cá mặt. Nè ông chú ơi, ông và mọi người bị gì thế này? À đúng rồi, ông có biết tôi là con cái nhà ai hay không? Làm ơn chỉ cho tôi tìm cha mẹ với. Ta không biết, nhìn ngươi rất lạ. Nhưng hãy chạy đi. Thứ bơm nguyên tử do con người thải ra để diệt quái vật phóng xạ sẽ giết chết tất cả chúng ta. Cha mẹ ngươi chắc có lẽ cũng đã chết vì thế. Hãy chạy đi, chạy khỏi nơi đây đi. Không, không. Lũ con người, lũ quái vật phóng xạ, tất cả là do các ngươi đã gây ra chuyện này. Ta phải báo thù. Ta sẽ nhai xương, phanh da xẻ thịt các ngươi. Giờ thì mình còn nhỏ lắm, mình phải mau lớn, mình phải to bự thì mới có cơ hội giết chết hai thứ khốn kiếp đó. Đặt kia, những động vật đã chết đến sau vụ nổ kinh hoàng đó. Mình sẽ ăn sạch thịt của bọn chúng, bồi bổ dinh dưỡng khi người mình to lớn mới được. Ngon quá, ngon quá đi. Thịt của lũ động vật chết ở đây thật là tươi và nhiều phóng xạ, mình rất thích. Ngon quá, thiệt là đã quá đi. Hả? Hình như cũng có một sinh vật nào đó còn sống và cũng đang ăn thịt giống như mình. Ủa, sao mình nghe có tiếng động cả? Không lẽ gặp ma hay sao? Rõ ràng sau vụ nổ nguyên tử đó chỉ có duy nhất một mình thích ứng với năng lượng phóng xạ nên có thể sống sót thôi mà. Hả? Cái quả quỷ gì đây? Ngươi là ai? Ta không biết mình là ai nữa. Còn ngươi là cái thứ gì mà sao gớm ghiếc thế kia? Cánh mồm. Trước kia ta cũng là một con thằng lằn xinh đẹp, nhưng sau vụ nổ đó ta thích ứng với năng lượng phóng xạ nên đã biến đổi như thế này. Còn ngươi, không lẽ ngươi cũng đã là sinh vật bị biến đổi gen hay sao? Nhìn ngươi cũng chẳng hơn ta là mấy. Có khi thì nở đã nhìn thấy ngươi nó muốn ói luôn đó. Ngươi nói cái gì? Vậy không lẽ chỉ có những sinh vật bị biến đổi gen mới có thể sống được hay sao? Đúng là như thế, nhưng điều đó chỉ đúng với ta thôi. Còn ngươi thì không. Bởi vì bây giờ ta sẽ xé xác ngươi để ăn lấy thứ thịt tươi sống, đồng thời nguồn năng lượng vô hạn trong người của ngươi sẽ giúp ta tăng thêm phóng xạ. Chết tiệt, ngươi cần thứ năng lượng đó để làm gì? Càng nhiều năng lượng ta càng to và càng hung tợn hơn. Chết đi. Đau quá, tha cho ta, đừng giết ta. Chết đi, thứ xấu xa, để cho người sống, ngươi cũng làm hại sinh vật khác mà thôi. Người của mình. Không lẽ thứ chết tiệt hồi nãy nói đúng hay sao? Càng hấp thu nhiều năng lượng gọi là nguyên tử phóng xạ gì đó thì người mình càng biến đổi, càng trở nên to lớn và hung tợn. Hay lắm. Vậy thì mình sẽ tiếp tục đi tìm những sinh vật sống còn sót lại, ăn thịt bọn chúng để mình trở thành khổng lồ, mới có cơ hội giết chết những thứ quái vật phóng xạ khốn kiếp kia. Sau đó tôi cũng ngày đêm đi khắp nơi,
nhưng tôi không hề thấy được sinh vật nào còn sống, mà chỉ thấy những cái xác chết đang bị phân hủy vô cùng hôi thối. Tôi không tài nào ăn những cái xác này đâu các bạn. Ăn vào mất công, uống thuốc tiêu chảy cũng chạy không kịp nữa. Tôi lại tiếp tục cứ lang thang như thế, hy vọng tìm kiếm một cơ hội nào đó để biến cơ thể mình khổng lồ, sau đó đi báo thù. Đau quá, chắc tiệt cái bộ đạo của mình đã bị bẻ hư rồi, không thể gửi tín hiệu cầu cứu về căn cứ của loài người được. Không ai tới đây cứu mình, mình chết ở đây hay sao? Cái gì? Thứ sinh vật nhỏ bé trước mắt của mình đây là con người hay sao? Gì đây? Mẹ kiếp, chúng mày điều khiển những thứ robot chống lại bọn quái vật phóng xạ đã gây ra cuộc chiến và vụ nổ kinh hoàng, đã giết chết gia đình của ta và tất cả những sinh vật ở đây. Ta phải báo thù, ta sẽ nhai đầu ngươi. Không, đừng giết tôi. Tôi còn mẹ già con thơ ở nhà. Tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên mà thôi. À đúng rồi, tất cả là do thứ quái vật phóng xạ Lithermet đó. Nó đã đập phá thành phố loài người của chúng tôi, nên chúng tôi mới truy sát nó tới đây. Và kết quả là thất bại, robot đã bị nổ tan tành. Tôi văng ra thế này. Ta sẽ giết chết con quái thú đó trước, rồi sau đó tìm loài người các ngươi để báo thù sao? Nhưng hiện tại cơ thể ta còn nhỏ so với nó, ta cần phải tìm những sinh vật còn sót lại bị nhiễm phóng xạ để ăn thịt, hấp thu nguồn năng lượng đặc biệt đó thì ta mới to lớn tiếp tục. Không thể nào, không lẽ ngươi đã trở thành sinh vật bị nhiễm phóng xạ hay sao? Đúng là ý trời. Thôi được rồi, ta sẽ chỉ cho ngươi một thứ sẽ giúp ngươi trở thành khổng lồ, trở nên kinh hoàng và có thể giết chết thực quái vật ly thơ bách đó. Cách nào? Hãy nhanh chóng đến gần phía robot đã hư hỏng của ta, trong đó vẫn còn một quả bom nguyên tử ta chưa kích hoạt. Hãy kích hoạt nó sẽ giải phóng một nguồn năng lượng phóng xạ vô cùng lớn, lúc đó người tha hồ mà hấp thụ. Không có cách nào khác, tôi đành phải nghe theo lời của tên con người chết tiệt đó, tiến thẳng về phía robot của hắn. Tôi hy vọng lần này sẽ thành công, nếu không tôi sẽ bỏ mạng với quả bom nguyên tử này mất. Tôi cũng nhanh chóng di chuyển và cuối cùng cũng đã đến nơi. Khi đến nơi, tôi phát hiện ra cũng có một sinh vật vô cùng lạ lùng đang măng mò tới chỗ con robot. Gì thế này? Cũng xuất hiện một sinh vật thứ hai còn sống nữa à? Không lẽ mày cũng đã bị nhiễm phóng xạ và định tới đây để hấp thu năng lượng hay sao? Hay lắm, sẵn này tao sẽ giết mày, ăn thịt mày, hấp thụ nguồn năng lượng của mày trước đã. Rồi sau đó ta sẽ từ từ hấp thụ nguồn năng lượng vô hạn của con robot kia sao? Mẹ kiếp ngươi, không dễ dàng như ngươi tính đâu. Ngươi hãy bước qua xác ta, rồi từ từ nói chuyện tiếp. Chết đi. Cũng may mình tới kịp. Thứ này vẫn chưa biết trong người con robot có một quả bom nguyên tử, nếu không thì không hay rồi. Được rồi, ta lúc kích hoạt quả bom nguyên tử thứ hai đó nổ thôi, mình sẽ hấp thụ toàn bộ nguồn năng lượng của quả bom này. Hy vọng sẽ thành công, mình sẽ biến thành một con quái vật khổng lồ. Chết tiệt, cái gì vậy? Làm mình chưa hết cả hồn. Mẹ kiếp, sao lại xuất hiện vụ nổ chỗ của con robot loài người thế kia? Rõ ràng mình đã đánh bại bọn chúng rồi mà. Cái quái quỷ gì thế này? Sao lại xuất hiện thêm một con quái vật mới nữa? Thành công rồi. Hả? Thứ quái vật khốn kiếp, ngươi cũng đã tới đây hay sao? Hay lắm, sẵn tiện ta khỏi phải đi tìm ngươi, ta sẽ lấy cái đầu của ngươi xuống để báo thù cho cha mẹ và tất cả giống loài ở đây. Cái gì? Vừa gặp ta lần đầu tiên là muốn giết ta? Chết tiệt, không lẽ ngươi theo phe của lũ con ngươi? Ta không phải phe của bọn chúng, và tất nhiên ta không phải phe của ngươi. Ta đại diện cho tất cả muôn loài ở thế giới khủng long này. Giết những kẻ đã gây ra những cuộc chiến tranh vô nghĩa, giết những kẻ đã gây ra những cơn chấn động, làm thiệt mạng của những sinh vật vô tội khác. Cái gì? Mày rốt cuộc là loài nào? Mày to gan, mày không biết tao là ai không? Tao là bá chủ ở khu vực này mà mày dám đối đầu với tao? Được lắm, ta sẽ nhai đầu và giết mày giống như là giết lũ con người đó. Trước khi giết mày, tao sẽ cho mày mỗi câu trả lời.
Tao chính là một con khủng long nhỏ bé. Nhưng vì báo thù, tao đã vượt qua muôn ngàn khó khăn cực khổ để trở thành hình hài như thế này. Đến lúc rồi, thời kỳ thống trị của mày sẽ kết thúc tại đây. Thế giới này sẽ hòa bình và không còn chiến tranh nữa. Cái gì? Cái gì? Mày đủ sức mạnh để nói chuyện với tao hay sao? Vậy thì hãy nhận lấy nè. Không, không, tao không thể thua, tao không thể thua. Tao phiền lũ nhân loại. Các ngươi hãy chờ đó, ta sẽ tàn phá và giết sạch con người các ngươi.